Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Hack Research. Chắc hẳn là khái niệm NFT và DeFi thì nó đã không còn xa lạ gì với anh em nữa. Nhưng mà thị trường của chúng ta thì ngày càng phân mảnh và càng phát triển, cho nên là sẽ ngày càng có nhiều mảng mới được sinh ra hơn. Trong video này thì mình sẽ bàn luận tới một dự án thuộc một mảng vẫn còn khá là mới, đó là NFTFi, và có thể là nhiều anh em vẫn còn chưa biết. Thì khái niệm về NFTFi là một sự kết hợp giữa DeFi và thị trường NFT, có mục đích là làm tăng thêm UKs và tính thanh khoản cho NFT. Các dự án thuộc mảng NFTFi thì có thể là những sản phẩm tập trung vào việc tăng thêm các UKs mang tính tài chính cho NFT, ví dụ như là dự án Vendao với mô hình cho vay thế chấp peer-to-peer, hay là dự án NFTFurb cho phép giao dịch phái sinh, cho phép long short giá của NFT. Hoặc đó có thể là những dự án cải cách cái mô hình marketplace truyền thống thành mô hình AMM, ví dụ như là dự án SudoSwap. Và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về JPEG, là một dự án được build ở trên Ethereum và đang dẫn đầu mảng cho vay thế chấp NFT ở trong thị trường. JPEG hoạt động theo mô hình của một CDP, tức là khi mà user lock NFT lại thì JPEG sẽ định giá NFT đó và sau đó min ra một lượng tài sản, có thể là stablecoin hoặc có thể là một cái token khác. Và NFT đó sẽ được sử dụng để làm tài sản thế chấp cho cái khoản vay mà user được nhận. Và tất nhiên là khối lượng vay sẽ ít hơn rất là nhiều so với giá trị của NFT. Về cơ bản thì cái cách cho vay thế chấp của JPEG nó sẽ tương tự như là mô hình hoạt động của MakerDAO. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về mô hình hoạt động của JPEG. Thứ nhất là khi user deposit NFT của mình vào JPEG thì có thể lựa chọn min ra PUSD là native stablecoin của JPEG, hoặc là PETH thì là một tài sản được peg với ETH. Và trong đó thì NFT được định giá bằng giá sàn của toàn bộ cái bộ sưu tập NFT đó. Và dữ liệu giá thì sẽ được cung cấp bởi Chainlink. Thứ hai là loan to value, tức là giá trị tài sản được vay dựa trên giá trị của tài sản thế chấp, thì mặc định sẽ tối đa bằng 35% và có thể tăng thêm với một vài điều kiện khác thì mình sẽ nhắc tới ở phần sau. Và với mức LTV bằng 35% thì cái ngưỡng thanh lý nó sẽ ở 36%. Sau một khoảng thời gian vay và chúng ta muốn hoàn nợ thì cùng với cái khối lượng đã vay ban đầu thì chúng ta cần phải trả thêm một khoản phí nữa. Đối với việc vay PUSD thì cần phải trả thêm 2% khối lượng vay trên một năm. Và với lựa chọn vay PETH thì phải trả thêm 5% khối lượng vay trên một năm. Sau khi mà các bạn trả nợ xong và lấy lại NFT thì JPEG sẽ burn cái số PUSD hoặc là PETH đó. Ở một trường hợp khác, vì bất cứ lý do gì mà có thể là NFT bị giảm giá khiến cho LTV vượt qua cái mức vượt qua cái ngưỡng thanh lý 36%, thì NFT của các bạn sẽ bị JPEG thanh lý bằng cách đem đấu giá ở trên chính giao diện của JPEG. Đối với những người muốn tham gia đấu giá thì cần phải thực hiện những điều kiện sau. Thứ nhất là phải lock lại 5 triệu token JPEG, hoặc là lock lại một cái NFT JPEG card trong vòng 7 ngày. Trong đó thì những cái JPEG card là những cái NFT được chính JPEG protocol phát hành ra ở trên OpenSea. Mỗi phiên đấu giá thì sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ và người trả giá cao nhất ở trong cái phiên đó sẽ là người được quyền mua NFT. Và ở một trường hợp khác nữa, nếu như bạn không muốn NFT của mình bị thanh lý trong quá trình cho vay, thì JPEG cũng có một phương án cho phép user có thể đóng bảo hiểm cho khoản vay của mình. Đó là trước khi mà thực hiện một vị thế vay thì sẽ có thêm một option nữa cho các bạn lựa chọn, đó là có đóng bảo hiểm hay là không. Nếu như mà có đóng bảo hiểm thì trước hết sẽ bị trừ 5% khối lượng vay cho phí bảo hiểm. Và sau đó nếu như mà trong quá trình cho vay giá của NFT giảm khiến cho LTV tăng lên trên ngưỡng thanh lý thì JPEG sẽ tạm thời thu hồi NFT của user. Nhưng mà user vì đã đóng bảo hiểm rồi cho nên là sẽ có quyền mua lại cái NFT đó từ JPEG DAO. Tuy nhiên thì cái chi phí cho việc này theo mình thấy là nó khá là đắt đỏ khi mà chúng ta phải nộp phí thanh lý lên tới 25% của tổng nợ, là bao gồm cả nợ gốc và lãi. Ở đây mình có một ví dụ đơn giản. Nếu một người vay được 10.000 PUSD nhưng mà đóng bảo hiểm rồi thì chỉ còn vay được 9.500 PUSD mà thôi. Và sau một khoảng thời gian, cái tổng nợ đấy nó đã lên đến 15.000 PUSD. Và vì một cái điều kiện thị trường bất lợi mà LTV đã vượt cái ngưỡng thanh lý và DAO sẽ thu hồi cái NFT này. Thì khi mà bạn muốn lấy lại NFT của mình thì bạn sẽ phải trả tổng cộng là 15.000 PUSD là khoản nợ, và thêm 25% của 15.000 PUSD đó
tức là thêm 3.750 BSD nữa, và tổng tất cả nó phải là 18.750 BSD. Cho JPEG DAO thì bạn mới lấy được cái NFT của mình về. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng nếu mà đóng bảo hiểm cho NFT của mình thì những cái khoản phí khác phải chịu nó cũng vô cùng là đắt đỏ, cộng với việc là LTV Max nó cũng chỉ có 36%, thì thực sự là một con số rất rủi ro cho người đi vay đối với một thị trường có nhiều biến động như thế. Vì vậy cho nên JPEG cũng lại có những cái option khác để user có thể tăng LTV lên, và tối đa có thể tăng lên đến 70% LTV. Và với cái mức LTV tối đa là 70% thì cái mức thanh lý cao nhất nó sẽ là 71%. Cụ thể thì chúng ta có 3 phương án. Thứ nhất là tăng LTV dựa trên độ hiếm của NFT, với điều kiện là chúng ta sẽ phải lock lại một lượng token JPEG, và cái hệ số LTV được tăng thêm là bao nhiêu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ hiếm của NFT trong chính cái bộ sưu tập đó. Thứ hai là nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch cũng như là số lượng giao dịch của những giao dịch trên mức giá sàn của cái bộ sưu tập đó. Cái điều kiện này nó tồn tại thì mình nghĩ là bởi vì JPEG họ định giá NFT theo giá sàn, và nếu như mà muốn định giá NFT cao hơn thì bắt buộc là phải đánh giá được là liệu rằng có thanh khoản cho cái mức giá cao hơn đó không. Và những cái số liệu về khối lượng giao dịch và về số lượng giao dịch trên mức giá sàn của cái bộ sưu tập đó thì có thể giải quyết được vấn đề này. Cái phương án thứ hai là phương án LTV Boost. Thì đối với phương án này thì chúng ta đơn giản chỉ cần lock lại một lượng JPEG nhất định. Lock càng nhiều thì boost được càng nhiều. Và cụ thể thì công thức để tính toán sẽ như sau. Đấy là tổng giá trị JPEG được lock thì sẽ bằng 20% tổng giá trị thế chấp nhân với tỷ lệ LTV muốn tăng thêm. Ví dụ như là một người dùng sở hữu một NFT có giá sàn là 100 ETH, thì giả sử token JPEG có giá là 0.0006 USD và giá của ETH lúc này đang là 1.000 USD, thì người dùng có thể vay ra 35 ETH khi mà thế chấp NFT của mình tối đa. Và ví dụ như các bạn muốn tăng khoản vay này lên với cái hệ số LTV bằng 50% thì sẽ cần phải khóa thêm 5 triệu token JPEG theo cái công thức này. Và đối với phương án này thì chúng ta có thể tăng thêm nhiều nhất lên đến 60% LTV. Thứ ba là một phương án đặc biệt hơn. Đối với phương án này thì chúng ta phải lock lại những NFT JPEG card có những thuộc tính đặc biệt. Và cái thuộc tính này thì nó chỉ có ở một số lượng ít những JPEG card thì mới có mà thôi. Và khi mà lock những NFT này lại thì LTV sẽ được cộng thẳng thêm 10%. Như vậy là bằng cách kết hợp cả phương án LTV Boost và cả phương án Cigarette Boost thì chúng ta sẽ có thể có được mức LTV tối đa là 70%. Đi kèm với đó là mức thanh lý sẽ là 71%. Thì những cái điều kiện này nó có thể làm cho việc đi vay ở trên JPEG trở nên bớt rủi ro hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy những điều kiện đi kèm để có thể boost được LTV lên thì nó cũng không phải là dễ. Thì đó chính là đơn giản về một cái mô hình hoạt động của JPEG. Tuy nhiên thì một vấn đề của một CDP như là JPEG thì đấy là cái tài sản mà họ min ra bao gồm là PUSD hay là PNTH của họ. Khi mà min ra thì người ta sẽ quan tâm đến hai thứ. Thứ nhất là thanh khoản của tài sản được min ra, tức là nó được swap với những tài sản nào, với cái lượng thanh khoản là bao nhiêu. Thứ hai là phạm vi sử dụng của nó, tức là cái PUSD này với PNTH thì nó có những cái UK gì và nó được những protocol nào khác hỗ trợ. Và phải đáp ứng được những điều như vậy thì người ta mới có lý do để đi vay PUSD hay là vay ETH. Thì JPEG đã tạo ra những pool thanh khoản cho PUSD với những stablecoin khác ở trên Curve Finance. Tương tự họ cũng sẽ tạo ra những cái pool cho ETH và những tài sản khác. Và kể từ giai đoạn cuối tháng 1 năm 2023 thì đội ngũ của dự án đã bắt đầu triển khai chương trình đổi CVX của người dùng sang JPEG với mức giá chiết khấu thông qua Bond Protocol. Và mục đích của việc này là nhằm làm gia tăng số lượng CVX của JPEG đang nắm giữ để JPEG có thể lấy được quyền biểu quyết ở trên Convex, và qua đấy thì sẽ điều khiển cái lượng incentive CRV ở trên Curve vào các pool thanh khoản của PETH hay là của PUSD. Từ đó thì APY khi mà cung cấp thanh khoản ở trên những cái liquidity pool này nó sẽ tăng lên và nó sẽ giải quyết được vấn đề thanh khoản cho PUSD hay là PETH. Và khi mà thanh khoản của các tài sản này lên cao thì JPEG mới có thể scale up cái mô hình của mình lên được.
Và để hiểu rõ hơn về cái chiến lược này thì các bạn nên tìm hiểu thêm về mô hình Vector Quyền cũng như là cuộc chiến Curve World, cuộc chiến Convex World mà Hack Research cũng đã có những bài viết giải thích về những cái mô hình này ở trên website cũng như là Twitter của bọn mình. Tiếp theo là đội ngũ sáng lập và đội ngũ cố vấn của JPEG Protocol thì có khá là nhiều những cái tên đến từ cộng đồng. Điển hình là Tetranode và có những thành viên ẩn danh đến từ DOPEX, là một dự án về option trading hàng đầu ở trên Arbitrum ở thời điểm hiện tại. Hay là từ QuantStamp là một công ty chuyên về audit smart contract và còn rất là nhiều những anh crypto OG khác. Cho đến thời điểm hiện tại thì JPEG vẫn chưa công bố khoản tài trợ đến từ một VC nào lớn cả. Và họ mới chỉ công bố là đã raise được khoảng 2 triệu đô đến từ đội ngũ cố vấn của mình. Về tokenomics của JPEG thì chúng ta có tổng cung là 69 tỷ 420 triệu token. 30% sẽ được tạo ra trong những sự kiện quyên góp, 35% sẽ được phân bổ cho DAO của JPEG, 30% cho team của JPEG cộng với 5% cho đội ngũ cố vấn thì mình nghĩ đây là một con số khá là cao. Tuy nhiên thì 30% của team và 5% của đội ngũ cố vấn này sẽ được khóa trong vòng 6 tháng từ khi kết thúc sự kiện quyên góp, tức là ngày 1 tháng 3 của năm 2022, và sẽ được phân bổ tuyến tính trong 2 năm. Phân bổ tuyến tính tức là mỗi tháng sẽ được phân bổ một lần và mỗi lần sẽ bằng nhau, và cho đến 2 năm thì sẽ hết cái lượng phân bổ đó. Về token UK thì JPEG token sẽ được dùng để bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị ở trên JPEG protocol. Thứ hai là sẽ được dùng để lốp lại để tham gia vào đấu giá ở trên JPEG. Và thứ ba là được dùng để tăng LTV của các NFT. Thì những cái này mình đã có trình bày ở trên rồi. Hiện tại thì JPEG có thể được giao dịch ở trên các DEX như SushiSwap hay là Uniswap hay là Curve Finance, hoặc đối với sàn SEX thì chúng ta có MEXC. Tóm tắt lại nội dung của video này thì chúng ta có một JPEG Protocol là một dự án dẫn đầu về mảng NFT CDP ở trên Ethereum. Đây là một dự án vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển ở trong mảng NFT Lending, thì cũng là một mảng rất là mới. Và còn ở trong một thị trường NFTFi là một thị trường cũng chưa trải qua một đợt bùng nổ nào. Vì vậy cho nên là mình nghĩ JPEG nói riêng hay là toàn ngành NFTFi nói chung thì cũng đều còn rất là nhiều tiềm năng tăng trưởng. Và đi kèm với đó tất nhiên là nó cũng có những rủi ro rất là lớn. Vì vậy cho nên trong khi mà thị trường nó còn chưa bùng nổ thì chúng ta càng cần phải để mắt đến nhiều hơn. Và đối với NFTFi thì website của Hack Research cũng có khá là nhiều bài viết về những dự án của mảng này, để mọi người có thể nghiên cứu và tìm hiểu thêm. Còn đối với JPEG thì chúng mình cũng đã có một bài phân tích on-chain về token JPEG, và mình nghĩ nó cũng rất đáng để mọi người có thể quan tâm. Về ngắn hạn thì token JPEG có thể sẽ phải nhận một áp lực bán bởi vì cái chiến lược hiện tại của JPEG là tập trung để đổi JPEG lấy CVX để có thể tham gia vào Convex World. Nhưng mà đây là giai đoạn mà JPEG đang cần phải thu hút user để có thể giữ được vị thế top đầu ở trong mảng NFT CDP. Nên mình nghĩ là chúng ta cũng không cần phải quá bearish vào cái lực bán này. Ngoài ra thì khi mà đầu tư vào một dự án còn đang trong giai đoạn mới phát triển, vẫn còn ở trong giai đoạn sớm, thì chúng ta nên view nó xa xa ra một chút để có thể lập được kế hoạch quản lý vốn, cũng như là tránh bị mắc vào những cái sai lầm trong việc thực hiện chiến lược đầu tư. Và đó là toàn bộ những cái nội dung mà mình muốn truyền đạt tới cho anh em ở trong video này. Hy vọng là qua video này thì chúng ta đã có thể nhìn nhận được cụ thể hơn về dự án JPEG Protocol, cũng như là biết thêm về một mảng vẫn còn mới của thị trường, đó là NFTFi. Những thắc mắc về nội dung của video thì các bạn có thể để lại dưới phần bình luận, hoặc là tham gia vào kênh Telegram, kênh Discord của Hack Research để có thể nhận được những lời giải đáp trực tiếp đến từ team của bọn mình. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của Hack Research. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.